chìm phà ở Bangladesh, tin từ Dhaka. Một chiếc phà chở theo khoảng 200 hành khách đã bị lật chìm trên sông Padma, nằm ở phía tây bắc thủ đô Dhaka. Các toán cứu cấp cứu được một nửa số hành khách. Còn số người chết chưa được xác nhận. Một hành khách nói rằng ông ta đã mất hai người anh và một người chị. Các toán cứu cấp từ cơ quan hàng hải, cảnh sát, cứu hỏa và quân đội đã được đưa tới hiện trường cách Dhaka khoảng 30 cây số. Hầu hết là hành khách là người trở về thành phố để làm việc sau khi về quê ăn mừng lễ Eid al-Fitr. Bangladesh nằm trong vùng đất thấp, đường sông là những con đường giao thông quan trọng nhưng thiếu tiêu chuẩn an toàn, thường xảy ra tai nạn. Một chiếc phà chở theo 200 người bị chìm trong tháng 5 làm 54 người bị thiệt mạng. Mặc dù sau mỗi tai nạn, chính phủ hứa hẹn là sẽ gia tăng các biện pháp an toàn nhưng chưa bao giờ thực hiện.